Em này chào các bác nhá. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2021. Em là sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển nhá. Hôm nay em sẽ lên cái video là hướng dẫn cô chú anh chị cách bón phân qua lá vào những cái ngày nắng nóng như này. Tại vì mấy hôm nay là anh em hỏi thì em khá là nhiều cái về bón phân cho cây vào những ngày nắng nóng và mình sẽ phải bón như thế nào và có nên bón phân cho cây vào những ngày như này như thế nào hay không. Thì vừa lấy em với tưới cây xong nhưng mà nhiệt độ tưới nghỉ được khoảng 20 phút thì nhiệt độ nó đã lên đến 38 độ rồi. Chắc là em phải đi em tưới một lần nữa xong rồi em quay lại em trò chuyện với cô chú chị một chút. Thì trở lại cái câu hỏi của cô chú chị về cái những cái ngày nắng nóng mà mình có cần phải bón phân bón lá hoặc là phân bón gốc cho cây hay không. Thì cái điều quan trọng là trong những cái ngày nắng nóng và cái tầm thời điểm này thì cây lan phi điệp gần như là nó không phát triển nhiều. Nó chủ yếu tập trung phát triển mạnh nhất để về đích vào tầm từ tháng 7 trở đi, cuối tháng 7 trở đi. Thế nên là cái tầm này làm sao mình duy trì cho cây nó đạt cái số đo nó không cần phải quá là cần thiết mà chủ yếu tập trung làm sao mà duy trì được độ ẩm và để cho cây nó ra được nhiều rễ nhất có thể. Thì cái tầm này cô chú chị lưu ý cho em là nó nắng nóng mà mình có tưới nhiều cái phân bón qua lá cho cây thì dẫn đến cái việc mà cây nó phát triển khá là nhanh. Thì đồng nghĩa với việc là cây nó phát triển nhanh thì là cái cây nó rỗng, nó không có nhiều sơ. Giống như những cái video em chia sẻ đấy. Thì cây nó phát triển nhanh thì cây nó rỗng, không có nhiều cái sơ và cái diệp lục của cây nó không có quá nhiều. Thì dẫn đến việc mà cây nó sẽ dễ bị thối lũn. Thì cái việc mà mình bón phân qua lá ở những cái ngày nắng nóng thì theo em là không nên bón phân qua lá vào những cái ngày nóng nóng. Tại vì cái tầm này thì em cũng gần như là em không có bón bất cứ một loại phân qua lá nào. Và có bón thì mình sẽ cho cái tỷ lệ nó rất là nhỏ thôi. Ví dụ là 1/2 cái tỷ lệ nhà sản xuất người ta đưa ra hoặc là 1/3 cái tỷ lệ đó. Chứ em không có bón quá nhiều phân bón lá vào những cái ngày như này. Tại vì cô chú chị hình dung là từ cái thời tiết nó thay đổi rất là đột ngột. Buổi sáng nó có thể là chỉ rơi vào tầm khoảng 28 đến 30 độ C. Nhưng mà buổi lên đến tầm trưa thì là nó đã lên đến nhiệt độ là rơi vào tầm 38 đến 40 độ rồi, chênh nhau 10 độ. Nó không phải là cái số nó nhỏ mà số nó rất là lớn. Mà cái nhiệt độ chênh nhau lớn như vậy thì dẫn đến việc mà cháy bỏng lá rồi là thối lũn là xảy ra rất là nhiều ở trong cái giai đoạn này. Và giai đoạn này thì cô chú anh chị tìm cho em những cái loại mà phân thuốc làm sao mà nó bón, nó làm mát cây. Ví dụ như mình có thể là sử dụng cái dịch nha đam hoặc là cái GE nha đam. Tại vì nó như kiểu là mình hiểu nôm na ấy, nó như kiểu là thuốc Tây với cả thuốc Bắc ấy. Thì cái thằng thuốc Tây thì bao giờ nó cũng nóng mà cái thằng thuốc Bắc thì bao giờ nó cũng mát. Thì cái trong cái giai đoạn nắng nóng như này thì em đang sử dụng ở trong nhà là dùng cái dịch nha đam mà đầu năm em đã hướng dẫn cô chú anh chị cách làm cái dịch nha đam. Thì hầu như là mọi người rất là không chú ý đến cái bài chia sẻ đấy của em. Tại vì thì hầu như cô chú anh chị nghĩ rằng là dùng cả những cái phân tan chậm có sẵn
hoặc là cái phân bón có lá có sẵn nó rất là tốt. Thì công nhận nó tốt, nhưng mà tùy từng thời điểm mình chăm cây để mình đạt được cái mục đích cây của mình nó lớn, nó phát triển, thì là mà mình sẽ phải tùy dựa vào thời điểm khác nhau để mình chăm, chứ không phải lúc nào nó cũng như lúc nào. Ví dụ là bắt đầu từ tháng 7 trở đi, quãng thời gian đấy nó mát rồi thì mình có thể bón thúc giúp cây nó phát triển, nó về đích với chỉ số đo là đẹp nhất. Còn tầm này mình làm sao mà tạo điều kiện cho cây nó có được cái bộ rễ thật là nhiều thì là tốt nhất. Và cái phân bón qua gốc thì cái tầm này cô chú chị lưu ý cho em là mình sẽ sử dụng những cái phân bón nào mà nó có cái chỉ số nồng độ đạm không cao, chỉ số nồng độ mà lân và kali nhiều thì mình sẽ bón. Thì như cô chú chị có thể là quan sát ở trên màn hình cây nhà em thì hầu như là cái tầm này ấy, thì em chỉ chủ yếu là bón cái phân hữu cơ. Đây này, cô chú chị nhìn, đây là những cái phân hữu cơ, chủ yếu là tập trung mình sẽ nhử được cái nhiều cái bộ rễ hơn và duy trì cho nó làm sao mà được thật nhiều rễ ra thì càng tốt. Đây là em đang tưới lần này là lần thứ tư bằng cây GE Nha Đam rồi, mà cách nhau là 2 đến 3 ngày em có tưới một lần. Thì bây giờ em đang tiếp tục là phun kích rễ. Thì phun kích rễ thì cô chú anh chị có thể phun vào gốc của nó hoặc là bón qua phun tất cả toàn bộ cho cây. Thì những cái cây nhà em thì đi tầm này nó cũng chưa thấy có khi trên thân cũng chưa thấy có rễ. Nên là em vừa rồi em phải tốc lực để làm rễ cho cây để trả khách ở những cái kỳ ở trên thân này. Đây mọi người nhìn, hầu như là em không có sử dụng cái tí phân tan chậm nào, chủ yếu là hữu cơ thôi. Thì còn một số bác hỏi em là những cái phân nào giúp cây nó chịu khô hạn tốt nhất, thì cô chú chị có thể là dùng cái Super Kali. Theo cái bài giảng của thầy Tám Ngọc thì cái Super Kali nó rất là tốt cho cây. Thì như cô chú anh chị có thể hình dung những cái ngọn cây này, ví dụ như là nó sát sát mặt mái, mình sẽ tưới những cái Super Kali với cái lân đấy, thì là nó chống hạn, nó chống bị cháy lá ở trên những cái đầu lá. Đấy, mình sẽ sử dụng cái Super Kali. Cô chú chị có thể là tìm mua ở các cái hiệu thuốc về phong lan. Đây mọi người có thể nhìn cái ngọn nó đi rất là phê. Và đây mầm lỡ em cũng đã làm rồi, em đã làm mầm lỡ rồi tất cả. Đây này, nó bị thối này, nhưng mà em xử lý bằng cái chống thối 12 giờ đấy. Thì cái này nó đã đẩy ngọn mới lên, còn cái dưới này chắc nó sâu quá, chắc nó không được. Đấy, thối. Những cái mùa này thì cái vấn đề thối nũn thì mình không có thể là tránh được. Mình chỉ tránh được phần nào, hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Và chịu khó quan sát cho em nó có dấu hiệu gì, cái nào mình sẽ phải phòng chống ngay. Mầm lỡ nhà em rất là lớn rồi, trong vòng khoảng 20 ngày nữa chắc là nó sẽ đuổi sát sát con mẹ của nó rồi. Tầm này là mùa sinh trưởng của cây, là mình sẽ làm mầm lỡ tốt hơn là khi mà vào cái mùa chuẩn bị nó thắt ngọn. Ví dụ như là tháng 8 cô chú chị làm cái mầm lỡ, thì khi bắt đầu tháng 8 làm mầm lỡ thì đến khoảng độ tháng cuối tháng 9 thì bắt đầu nó mới lên được một tẹo. Thì đến tháng 10 là bắt đầu cây nó rục rịch vào cái mùa thắt ngọn. Thì lúc đấy là mình làm mầm lỡ nó sẽ chỉ được một đoạn rất là ngắn thôi. Ví dụ mình làm vào cái mùa sinh trưởng này thì cây nó phát triển vẫn cứ bình thường. Ngọn cây nó đi, tất cả nó đều đi, nó không có bất cứ một cái dấu hiệu gì gọi là dừng ngọn cả. Thế nên là mình sẽ tận dụng vào cái lúc mà cây nó vào mùa sinh trưởng, mình sẽ làm được cái mầm lỡ trước thì là tốt hơn. Đấy là cái quan điểm cá nhân của em thôi. Còn đâu bác nào có quan điểm khác thì có thể là bỏ qua cái video này. Đây, ngọn đi rất là mạnh.
Và tầm này thì cô chú anh chị lưu ý cho em là không lên bón thúc để cây phát triển nhanh. Cây phát triển nhanh thì nó rỗng thân, rỗng thân thì nó sẽ bị xảy ra tình trạng là thối nhũn rất là nhiều. Cô chú anh chị lưu ý cho em là chỉ cần mình bổ sung làm sao mà giữ được cái dàn của mình, cái tiểu khí hậu của mình nó mát nhất có thể, mà nước cần phải cung cấp đầy đủ. Rồi, em là Sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video cho em xin một like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển nhé.